Bây giờ sẽ bắt đầu dùng cái skincare của Harry nha. Bây giờ thì đầu tiên là các bạn lấy cái bông gòn rồi nhúng vô toner. Đó, làm như vậy. Đó, ướt như vậy. Xong rồi thì lấy cái này mình lau lại một lần nữa. Các bạn nhớ nha, mọi thứ thì từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài hết. Đó, từ trong ra ngoài hết. Lấy cái này mình làm xong, các bạn phải làm cái phần mắt. Mình tưởng là lâu xong rồi thì nó ok, nhưng mà chưa đâu. Các bạn lâu thêm một lần phần đó kỹ đi, nó sẽ chắc chắn dính đồ vô. Thì bình thường mình có thể dùng là cách là gấp, gấp, lấy cái góc này lau. Và các bạn khi mà dùng cái này thì các bạn phải dùng cái gương. Rồi rửa cái xung quanh này. Rồi cái trên. Các bạn lau kỹ, chắc chắn dính rồi không? Đây, nó có dính, buồn cười lắm. Mình tưởng là lau kỹ xong hết rồi, lấy cái cleansing oil, rồi lấy cái phần cleansing xong hết rồi, mà lấy cái dụng toner mình lau lại thì vẫn còn dính chưa. Tại vì cái phần mắt đó, nó nhiều khi á, mình vô trong đây này, vô trong mấy cái khe này rồi nó vô trong đó, nên nó chưa có được sạch lắm. Các bạn phải luôn luôn để ý là các bạn phải lau kỹ thật cái phần con mắt. Tại vì cái phần con mắt đó là cái da nó đã nhạy cảm rồi, mà cái make up nó chưa có lau được sạch thì nó sẽ làm cái ở đây nó nếp nhăn nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải cẩn thận hết sức nha. Và cách của Harry muốn làm sao cho nó rửa xung quanh đi sạch thiệt là sạch là Harry sẽ dùng một tâm vậy. Rồi lấy cái nhúng vô skin toner. Lấy cái này chúng ta lau tiếp. Lúc đầu thì chúng mình sẽ lấy cái khe, chỗ khe nhúng vô. Tròn tròn tròn. Wow. Sai quá. Rồi bên kia. Tròn tròn tròn. Sai sai. Các bạn luôn luôn để ý là nó phải nhẹ thiệt là nhẹ nha. Hay không biết là các bạn có thấy không nha. Đây thấy không? Phần dính dơ kìa. Nó ghê quá. Bởi vậy chúng ta phải lau sạch thiệt là sạch. Mấy cái này mà nó nhúng vô trong đó thì mắt nó cũng hại, mà nó mắt nó cái da mặt của mình nó sẽ bị hư nữa. Đó, lấy cái này nó lau kỹ thì là kỹ. Sau khi chúng ta dùng skin hoặc là toner xong thì Harry thì bình thường là dùng cái ampoule của Harry. Cái này là nó liên quan tới tái tạo da. Đấy, dùng check vô cái phần má, rồi sau đó là mình check vô cái phần trán. Đó, vậy đó. Và đó là chúng ta xoay xoay thôi. Không có gì. Khi mà các bạn xoay, vừa xoay và vừa thúc 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 đụng 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 vậy để cho nó dễ thấm nha. Chứ xoay không á là nó sẽ vô cái lỗ, cái bàn tay của mình. Sau khi em vơi nó thấm vô rồi thì Harry thì dùng cái dưỡng ẩm. Đối với Harry là ẩm nó rất là quan trọng. Các bạn cứ nghĩ là cái da mình càng khô thì nó càng tốt. No. Cái đó là bắt đầu lão hóa đó. Cho nên đừng bao giờ để da mình khô. Da mình, người ta nói là da tôi dầu á, tôi lâu á. Da dầu là còn xài được các bạn. Da khô mới là nó khổ lắm. Các bạn đừng bao giờ để da mình nó khô nha. Càng khô thì ra càng đổ dầu nó nhiều hơn. Tối nay cũng ý cho như vậy thôi. Làm như vậy sao? Đó là dạng gel đó các bạn. Gel mà gel dưỡng ẩm nha. Sau khi Harry dùng cái gel dưỡng ẩm xong á thì Harry sẽ dùng một cái cream. Mà cái cream này là nó sẽ liên quan tới mấy cái chất mà mình hơi đen sạm sạm á, thì cái cream này nó sẽ hỗ trợ làm da của mình nó sáng. Bình thường là người ta hay đánh xung quanh cái mắt làm cho cái dark circle của mình ấy nó cũng sẽ được tốt hơn, cải thiện hơn. Mà Harry thì dùng hết cái mặt để da của mình nó trắng đều. Các bạn hãy nhớ nha, xếp cái gì? Phần mắt xung quanh phần mắt là phải luôn luôn nhẹ tay thôi. Thì Harry dùng thêm một cái nữa để có thể là mình hiệu ứng cộng thêm là vitamin C. Cream, đấy, sức sức. Mà các bạn nhớ nha, Harry đã cho nó thấm hết rồi thì mới xếp cái mới. Đây là vitamin C cream. Nãy giờ sức cũng nhiều đợt á, nên lần này thì nó thấm, nó mất thời gian hơn cái khác. Trong thời gian hay đi cho nó thấm thì sẽ nó muốn nói chuyện với các bạn thêm cái nữa là vậy nha. Vitamin C và những cái mà liên quan tới có trắng da, kỹ năng trắng da thì các bạn nên sức ban đêm. Còn nếu mà sức ban ngày á, thì các bạn phải buộc dùng kem chống nắng nhiều thiệt là nhiều.
mấy mấy cái mà kiểu mà vitamin C mình nghĩ là buổi sáng mình có sức đó sao đó nó sẽ làm giúp sáng da, thì sáng da xong thì các bạn không có dùng mà kem chống nắng này nọ thì da của mình nó còn đen, nó còn bị sẫm, tại vì cái vitamin C này nó rất là bắt nắng lắm. Các bạn dùng mấy cái đó xong rồi thì đi ra ngoài luôn là coi như là giết mình đó. Sau khi thấm vô hết, bây giờ sẽ là phần đợt cuối, đó là eye cream. Eye cream nhúng vô đấy, vậy xong rồi 2, 3 phần mắt xung quanh, hay sẽ sức cho nó cái phần mà do mình đi làm việc nhiều quá, mình thức khuya nhiều quá thì nó sẽ bị cái phần là bị đen cái khúc dưới đây nè. Người ta nói là ủa cái phần cream xung quanh cái con mắt thì nó có gì khác với cái cream khác không, thì Harry nói cho các bạn là bình thường là cái chất eye cream á là nó sẽ làm cho cái phần mà nhạy cảm nó sẽ nhẹ hơn đó. Như vậy là xong rồi, đơn giản. Này giờ Harry sẽ sau thứ. Harry thì bình thường ngày nào cũng là bôi sau thứ, và Harry thực sự thì rất là mất thời gian để làm dưỡng ẩm da, skin care, với lại cái phần mà kem chống nắng. Sau cái này là phải lúc nào cũng kem chống nắng. Thì nói chung là cái phần này là ngày nào cũng Harry làm, và ngày nào cũng Harry rất là chú trọng, rất là quan trọng để da của mình nó lúc nào cũng đẹp hơn, sáng hơn, mịn hơn. Đó là những cái chia sẻ của Harry. Và thật ra thì tùy theo cái da của người đó như thế nào, hỗn hợp hay là da khô hay là da dầu, tùy theo thì người ta sẽ xài cái đợt khác, nó không có giống nhau đi đâu. Harry là thuộc dạng hỗn hợp. Thì thật ra thì xưa giờ rất là nhiều người hỏi là skin care của Harry làm như thế nào, thì hôm nay Harry thực hiện để cho cái gì khán giả biết là như thế nào. Và người Hàn Quốc thì hay chú trọng về cái phần skin care rất là nhiều. Hàn Quốc thì người ta quan trọng về cái skin care nhiều hơn là makeup, tại vì da mình đẹp sẵn thì makeup nhẹ nhẹ cũng nó sẽ rất là đẹp. Đó là những cái suy nghĩ của người Hàn Quốc. Và rất là nhiều người thắc mắc là tại sao người Hàn Quốc sức nhiều thế, thì thật ra thì sức nhiều đấy, không có ít đâu. Nói chung là Harry thì rất là chú trọng về cái phần skin care, và Harry cũng chia sẻ cho quý vị khán giả là cô gái muốn đẹp thì phải tốn tiền, phải tốn thời gian, đó là chuyện rất là hết sức bình thường ha. Tùy theo các bạn thôi, các bạn muốn hay không, và nếu như các bạn cảm thấy hợp lý thì các bạn cứ dùng thử thôi. Nếu mà da mình đẹp thì mình sẽ tốt hơn, nó sẽ kéo thời gian trẻ trung của mình nó rất là dài đó, vậy đó. Thôi như vậy là xong rồi, và có gì thì các bạn share cái clip này nhiều thiệt là nhiều, và các bạn subscribe cái kênh Harry One của Harry trên YouTube nha. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha. Thôi Harry đi ngủ đây, bye bye.